Năm 2018, một sự kiện bóng đá chấn động toàn cầu. Huyền thoại câu lạc bộ Real Madrid Cristiano Ronaldo đã nói lời chia tay với đội bóng sau gần 10 năm gắn bó. Lời chia tay đột ngột này khiến các Madridista vô cùng tiếc nuối bởi họ chẳng thể thấy số 7 vĩ đại nhất lịch sử chạy trên thảm cỏ Santiago Bernabeu nữa. Nhiều người cho rằng kể từ sau thời điểm đó, Real Madrid sẽ yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên trên thực tế Real Madrid vẫn như vậy, họ vẫn thể hiện sức mạnh đáng sợ của đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20. Đã 5 năm kể từ ngày CR7 rời đi, Real Madrid vẫn giành được vô số danh hiệu, trong đó có 2 La Liga, 2 cúp nhà vua Tây Ban Nha, 2 siêu cúp Tây Ban Nha, 1 siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup đỉnh cao là Champions League mùa giải 2021-2022. Và điểm chung trong những chức vô địch đó, đầu tàu của họ là Karim Benzema đã thi đấu vô cùng xuất sắc. Anh chính là người thay thế Ronaldo để lĩnh sướng hàng công của kền trắng đi đến những thành công trong 5 năm trở lại đây. Nhưng rồi một hôm, lại thêm một tin sét đánh ngang tai với các cổ động viên Real Madrid khi công thần của câu lạc bộ Karim Benzema đã nói lời chia tay câu lạc bộ sau 14 năm gắn bó. Như vậy thế hệ Galacticos 2.0 đang dần tan rã. Giờ đây chủ tịch Perez đang tái thiết lại đội bóng và thế là Galacticos 3.0 ra đời. Tuy đã cho ra mắt thế hệ mới từ khoảng năm 2019, nhưng trong đó ta vẫn thấy những nòng cốt của thế hệ cũ như Modric, Benzema hay Toni Kroos. Họ sẽ là những người thầy, những người soi sáng cho các mầm non mới của câu lạc bộ. Và rồi điều gì đến cũng đã phải đến. Sự ra đi của Benzema trong mùa hè này là sự mất mát rất lớn khi hệ thống chiến thuật của Ancelotti chủ yếu xoay quanh lối chơi của tiền đạo người Pháp. Với việc không còn cầu thủ 35 tuổi trong đội hình, huấn luyện viên người Ý phải thay đổi hoàn toàn chiến thuật. Chính vì thế họ cần những cái tên mới trên thị trường chuyển nhượng để phù hợp với chiến thuật mà Ancelotti đưa ra. 129 triệu euro là số tiền mà ban lãnh đạo Real Madrid đã bỏ ra để đưa những cái tên mới về với Santiago Bernabeu. Trong đó cầu thủ nổi bật nhất chính là bom tấn 103 triệu euro mang tên Jude Bellingham. Trong loạt trận giao hữu tiền mùa giải vừa qua, Ancelotti thường xuyên thử nghiệm đội hình 4-4-2 kim cương. Huấn luyện viên người Ý mong muốn đây sẽ là sơ đồ chính của Real Madrid trong mùa giải 2023-2024. Trong trận giao hữu với Manchester United, ông sử dụng hàng thủ 4 người gồm Carvajal, Alaba, Rudiger và Garcia. Hàng tiền vệ 4 người gồm Camavinga, Bellingham, Modric và Tchouaméni. Chơi cao nhất trên hàng công là bộ đôi Vinicius và Rodrigo. 4-4-2 là trên giấy tờ, thực tế 4-3-1-2 mới là sơ đồ mà huấn luyện viên người Ý muốn hướng tới. Trong đó tân binh Bellingham sẽ đóng vai trò trung tâm kết nối giữa bộ 3 hàng tiền vệ với 2 cầu thủ trên hàng công. Trong đó vai trò hàng tiền vệ là quan trọng nhất, với Luka Modric sẽ đá tiền vệ lệch phải, cầu thủ người Croatia sẽ chịu trách nhiệm nhận và kéo bóng lên. Camavinga sẽ di chuyển không bóng từ khoảng trống để nhận cũng như kết nối với các vệ tinh phía trên. Tchouaméni sẽ đảm nhận vai trò thấp trong hàng tiền vệ. Với sự thay đổi lớn về mặt chiến thuật cũng như nhân sự này, ta có thể hiểu Ancelotti sẽ không còn ưu tiên sử dụng cặp Modric Kroos nữa. Với việc sử dụng 4 tiền vệ, huấn luyện viên người Ý đang hướng tới việc kiểm soát bóng giữa sân nhiều hơn. Thế nên cặp tiền đạo Vinicius Rodrigo sẽ giảm khả năng hoạt động khi họ phải chơi gần khung thành hơn. Ngoài ra, Bellingham với vị trí ở đỉnh kim cương được khuyến khích xâm nhập vòng cấm nhiều hơn và sẽ chơi như một tiền đạo đích thực, bởi phía sau anh đã có Luka Modric và Camavinga sẵn sàng hỗ trợ. Với sơ đồ này, bộ đôi trung vệ Alaba và Militao hoặc Rudiger sẽ được sử dụng. Ancelotti cần cầu thủ có khả năng lãnh đạo cũng như chuyền bóng tốt, thế nên cầu thủ người Áo sẽ luôn là lựa chọn ưu tiên. Vị trí còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa Militao và Rudiger. Tuy nhiên, sơ đồ này có điểm yếu khá chí mạng là rất yếu ở cặp cánh, khi hai tiền đạo sẽ có xu hướng bó vào trung lộ nhiều hơn. Thế nên hai vị trí hậu vệ biên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo đột biến ở hai biên. Với việc chiêu mộ Fran Garcia, cánh trái của kền trắng sẽ có sự đột biến đáng kể khi cầu thủ người Tây Ban Nha có tốc độ tốt và thể lực đảm bảo. Từ lâu, căn bệnh viêm cánh của Real là nơi mà các đối thủ khai thác, nhất là ở vị trí hậu vệ phải, nơi chân giữ của Carvajal. Cầu thủ 31 tuổi đã cho thấy dấu hiệu tuổi tác và không còn sung mãn như trước. Thế nên nơi này sẽ có thêm một tiền vệ để hỗ trợ bọc lót cho cầu thủ người Tây Ban Nha. Trước đây khi còn dẫn dắt AC Milan, Ancelotti rất thích sử dụng hàng tiền vệ từ 3 đến 4 người. Ông thường xuyên sử dụng sơ đồ cây thông. Trải qua hơn một thập kỷ, sơ đồ này vẫn lỗi thời. Nhưng đến nay ông đang có dấu hiệu sử dụng lại nó như một cách hiện đại hơn với vị trí ở đỉnh kim cương. Thực tế mùa giải trước, Ancelotti đã sử dụng chiến thuật này với vị trí số 9 ảo thuộc về Luka Modric. Tuy nhiên do đã tuổi tác cao nên anh không thể xâm nhập và tạo ra bàn thắng. Trong mùa giải này, huấn luyện viên người Ý đã có người thừa kế xứng đáng cho vị trí đó. Jude Bellingham là cái tên còn thiếu để hoàn thiện trong sơ đồ chiến thuật của ông. Ta có thể thấy những vòng đấu đã qua, sơ đồ này vận hành hiệu quả như thế nào.
đặc biệt là ở vị trí của cầu thủ người Anh. Carletto cũng đã phải bất ngờ trước sự hòa nhập của cựu cầu thủ Dortmund. Anh liên tục tỏa sáng trong trận đấu vừa qua, 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo là những gì mà tân binh của Kền Kền Tráng mang lại. Đó là sự trưởng thành vượt bậc của Jude, cậu ấy đã chơi bóng ở Đức trong nhiều năm. Đó là lý do tại sao cậu ấy lại thích nghi được với lối chơi tại La Liga cũng như phong cách của Real Madrid. Nhanh đến vậy, cậu ấy đang làm quá tốt rồi. Đó là những lời có cánh mà ông thầy người Ý dành cho cậu trò sinh năm 2003 sau trận đấu với Almeria tại vòng 2 vừa qua. Với chiến thuật này được áp dụng trong trận đấu, các tiền vệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong lối chơi. Nếu như họ bị khóa chặt thì các vệ tinh phía trên sẽ rất đói bóng. Thực tế điều này đã xảy ra trong trận đấu với Celta Vigo khi đội nhà đã bọc lót khá chặt không cho các cầu thủ đội khách khoảng không chơi bóng. Chính vào lúc này những tình huống cố định sẽ là chìa khóa giúp Real mở ra trận đấu. Họ cần một người có khả năng hút người để các thủ khác có khoảng trống di chuyển. José Lu là ví dụ điển hình. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã hút gần như toàn bộ đội hình về phía Anh. Ngay lúc này Jude Bellingham tận dụng khả năng chạy chỗ thông minh của mình, nhận được đường truyền từ người đồng đội và đánh đầu mở tỷ số. Dù cho không phải lúc nào cũng hiệu quả, thế nhưng ta có thể thấy sự chu đáo của huấn luyện viên người Ý khi ông đã chuẩn bị phương án trong trường hợp sơ đồ kim cương bị bắt bài. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là Mito Carletto hay các cộng viên Los Blancos có thể hoàn toàn an tâm vào một mùa giải không có sự phục vụ của Karim Benzema. Mới nói đi thì cũng phải nói lại, dù gì thì chân sút người Pháp vẫn là chân sút hàng đầu của đội bóng trong suốt nhiều mùa giải trở lại đây. Ngay ở mùa giải năm ngoái, trung phong sinh năm 1987 đã có đến 31 lần lập công trên mọi đấu trường cho đội bóng thủ đô Madrid, một con số mà mọi đội bóng luôn mơ ước đối với tiền đạo của mình. Đúng là Jude Bellingham có thể mang đến những đấu pháp mới trên mặt trận tấn công, qua đó khiến những pha lên bóng của Real Madrid trở nên khó lường hơn. Nhưng phải nhìn nhận một thực tế rằng, về bản chất thì chàng trai sinh năm 2003 cũng chỉ là một tiền vệ và chỉ mới những ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào hệ thống của Carlo Ancelotti. Không có gì đảm bảo rằng cầu thủ 20 tuổi có thể đảm bảo đầu ra về số lượng bàn thắng từ 20 bàn trở lên như cái cách mà huyền thoại người Pháp đã làm trong suốt những năm tháng công hiến cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, một mối lo ngại khác mà Real Madrid cần phải để tâm đó là ở vị trí thủ môn, nơi thủ thành Thibaut Courtois dự kiến sẽ phải vắng mặt trong gần như cả mùa giải để điều trị dứt điểm chấn thương. Dẫu cách đây không lâu, Real Madrid đã có được sự phục vụ của thủ thành Kepa từ Chelsea dưới dạng cho mượn. Nhưng về đẳng cấp, về khả năng nhào lộn trong khung gỗ thì tất nhiên thủ thành người Tây Ban Nha vẫn khó lòng khỏa lấp được khoảng trống to lớn ấy. Nhưng dù vậy, đây vẫn là mùa giải rất đáng mong chờ của Kền Kền Trắng. Những búp măng non mới đang được nở ra, từ đó có thể dẫn đến thành công của câu lạc bộ. Tại chờ xem thế hệ Galacticos 3.0 của chủ tịch Florentino Perez sẽ mang về cho ông những danh hiệu nào trong mùa giải năm nay.